Sống ở đời, đừng quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Kính thưa quý vị, ở đời, đừng bao giờ sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn đâu. Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn họ cảm thấy tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn, bởi vì trong mắt họ, chính là bạn đã tự nguyện làm như thế. Khi bạn quá quan tâm tới người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng quá tốt, không nên việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Bởi vì sẽ có người không bao giờ cảm nhận được những suy nghĩ của bạn, thông cảm với cái khó khăn, gian khổ của bạn. Thậm chí, tới một câu nói quan tâm ấm áp thôi, cũng không có nữa. Bởi với họ, đã quen với suy nghĩ, tất cả những gì bạn làm tốt, đó là điều đương nhiên. Hãy là một người tốt thông minh. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà. Họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu rằng bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi, bạn sẽ tới. Họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp. Bạn như thế luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè. Mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm tới an ủi động viên. Đến một hôm họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa, nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp, thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít, ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt tới một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức, bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm, và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng không, và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình, chẳng tính toán thiệt hơn, nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đầy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc mà trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực, thì tới hiện tại, điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần làm, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết lựa chọn để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Những sai lầm tai hại chết người khi dùng ấm siêu tốc. Kính thưa quý vị, hiện nay ấm siêu tốc là sản phẩm được ưa chuộng của rất nhiều gia đình vì sự tiện lợi. Tuy nhiên thì nhiều người thường mắc sai lầm, khiến cho ấm siêu tốc nhanh hỏng, mất an toàn. 1. Những sai lầm tai hại chết người khi dùng ấm siêu tốc. Hiện nay ấm siêu tốc là sản phẩm
được ưa chuộng của rất nhiều gia đình vì sự tiện lợi. Tuy nhiên nhiều người thường mắc sai lầm, khiến ấm siêu tốc nhanh hỏng, mất an toàn. Nấu nước liên tục. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng nấu nước liên tục sẽ tiết kiệm được nhiên liệu khi mà ấm đang nóng sẵn. Nấu nước liên tục khiến cho mâm nhiệt của ấm quá nóng, dẫn tới bị cháy rất nhanh. Tốt nhất, hãy để ấm có một khoảng thời gian nghỉ giữa các lần đun để mâm nhiệt bên dưới nguội bớt. Nhiều trường hợp đun nước trong một thời gian dài, giơ le nhiệt sẽ tự động ngắt mạch điện, làm ấm đun ngừng hoạt động. Dù có cắm phích điện vào nguồn nhưng không thấy đèn báo sáng. Bạn cần phải chờ một khoảng thời gian để ấm nguội lại thì mới sử dụng tiếp được. Không đổ đúng lượng nước như quy định. Mỗi ấm đun đều có phải quy định lượng nước thấp nhất và cao nhất. Tuy nhiên thì đôi khi chỉ cần nấu một ít mà nhiều người lại không đổ đủ lượng nước theo vạch, hoặc đổ lố vạch khi cần nhiều hơn. Điều này rất dễ gây ra chập điện, cháy nổ. Không đậy nắp hoặc đậy không kín khi đun nước. Hành động sai lầm này vừa gây ra tốn điện, lại mất nhiều thời gian đun sôi nước hơn. Ấm đun nước siêu tốc được thiết kế giơ le tự động ngắt nguồn điện chỉ khi nắp ấm đã đóng kín. Do vậy, nếu nước sôi mà không được ngắt điện sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ, hỏng ấm là rất cao. Cắm điện khi tay dính nước. Khi cắm ấm đun nước, hãy đảm bảo rằng tay phải thật khô, dây nguồn và phích cắm cũng phải tuyệt đối khô, không được dính nước. Khi cắm và rút, phải cầm ở phích cắm, tuyệt đối không cầm dây nguồn, bởi vì rất dễ bị giật nếu dây bị hở. Sử dụng ấm siêu tốc để nấu thức ăn. Ấm siêu tốc được tạo ra để đun nước, chứ không có tác dụng nấu ăn như luộc trứng, nấu canh hay đun sữa. Việc sử dụng ấm cho các việc khác khiến cho cặn đóng vào thành ấm, giảm tuổi thọ sản phẩm mà thức ăn nấu ra sẽ không được chín hẳn. Đổ cạn nước trong ấm. Việc sử dụng ấm cho những việc khác khiến cho cặn đóng vào thành ấm, làm giảm tuổi thọ của sản phẩm mà thức ăn nấu ra sẽ không được chín hẳn. Đổ cạn nước trong ấm sau khi sôi. Sau khi nước sôi, chúng ta thường có thói quen đổ hết nước trong ấm ra. Việc làm này cần được bỏ ngay lập tức, bởi khi ấm nước sôi thì mâm nhiệt vẫn tiếp tục sinh nhiệt dù cho công tắc điện đã tắt. Nếu không chừa lượng nước trong ấm, mâm nhiệt rất nhanh hỏng. Do đó, nên để khoảng 20ml nước trong ấm, đợi tới khi nguội hẳn rồi mới chút cạn. Không vệ sinh để ấm đóng cặn. Nhiều người thường hay lười và nghĩ rằng ấm chỉ dùng đun nước sạch nên là không cần vệ sinh. Thói quen xấu này sẽ khiến cho ấm dính cặn xung quanh, sản sinh vi khuẩn gây hại. Vì thế, để mà đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như là độ mới của ấm, cần phải thường xuyên vệ sinh. Chỉ cần dùng giấm và nước theo tỷ lệ 1:1, rồi đổ vào khoảng 1/2 ấm, lắc nhẹ. Sau đó thì đun sôi và để ấm trong đó 15 tới 20 phút thì đổ đi, tráng lại bằng nước sạch là được.